Trong cơn sốt gạo ST25 ngon nhất thế giới, cộng thêm tính hiếu kỳ của người dân, tại phiên chợ xanh Tử Tế, gian hàng gạo này lúc nào cũng nhộn nhịp người mua. Chỉ vài tiếng đồng hồ đã có hàng trăm ký gạo được bán ra. Tôi biết cái gạo này qua quảng cáo và qua những cái phương tiện truyền thông. Thì tôi thấy là cái gạo này là nó đã được công nhận trên toàn thế giới rồi. Tôi nghĩ là mình là người Việt Nam, việc kia mình phải ủng hộ ngay cái sản phẩm Việt Nam. Muốn dùng thử cái sản phẩm, đồng thời là cái quảng bá, thông qua đó thì quảng bá cái thương hiệu của Việt Nam mình nhiều hơn nữa. Sau khi mà đọc báo thì bây giờ cô muốn thử khám phá xem là nó có đúng với cái ý của cô hay không. Còn tại một cửa hàng khác nằm ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, chủ cửa hàng cho biết trong khoảng một tuần trở lại đây, lượng gạo ST25 tiêu thụ rất mạnh, khoảng 5 tấn trên thị trường, nhưng vẫn chưa đủ so với nhu cầu của người tiêu dùng. Hiện giá bán loại gạo này khoảng 27.000 đồng một ký. Và với mức độ mà như hiện nay thì có thể là cái nhu cầu cung cấp gạo của đây sẽ không đáp ứng được cái mùa Tết. Chúng tôi phải kết hợp với các cơ quan chức năng để có thể phải phát triển giống này nhanh nhất để khai thác cái thương hiệu mà chúng ta lần đầu tiên Việt Nam đạt được để đem lại thu nhập cho nông dân và doanh nghiệp cũng như đem lại cái tiếng thơm cho cái ngành gạo của Việt Nam. Cũng theo ông Hồ Quang Cua, hiện nay bao bì gạo ST25 vẫn chưa được hoàn thiện nên nhà sản xuất vẫn sử dụng chung bao bì của gạo ST24, dán số ST25.